Sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, hàng trăm ngàn dân, quân, cán, chính Việt Nam Cộng Hòa đã phải bị đẩy vô những trại tù cải tạo. Nhưng thực sự đó là những trại tù lao động khổ sai. Có những người đã phải chết vất vưởng trong tù đầy, và có những người phải chờ mãi đến 13, 15 năm sau mới được trả tự do. Thưa quý vị, không phải chỉ có những người ở trong tù mới khổ, mà lúc đó những người ở ngoài, những thân nhân của họ ở nhà cũng phải bươn chải. Một gia đình tự nhiên, người chủ gia đình bị đi tù thì vợ con ở nhà nheo nhóc. Và ngay cả những người đã rời Việt Nam ở ngoại quốc cũng vẫn nhớ về và quay quắt, xót thương. Thưa quý vị, bài thơ Ai trở về xứ Việt đã được thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh viết lên vào thời đó và nhạc sĩ Phan Văn Hưng phổ nhạc. Nghe bài nhạc này, chúng ta sẽ thấy tâm tư của người Việt Nam từ trong đến ngoài nước, đến trong tù. Thưa quý vị, Nguyễn Hoàng Quân sẽ diễn tả nhạc phẩm này cho chúng ta. Nguyễn Hoàng Quân xin gửi lời chào trân trọng tới tất cả quý vị. Rên xiết say lắm không đằng đằng mây mùa thu, ai trở về xứ Việt thăm dùm ta, người ấy ở trong tù cho ta gợi một mảnh trời xanh biếc, thay dùm ai bầu trời ngục ấm u. Các bạn ta ơi, bao giờ được thả, đến bao giờ ăn được bát cơm tươi, được lắng nghe tiếng chim cười, đến bao giờ. Bạn ta ơi, bao giờ được thả, đến bao giờ ăn được bát cơm tươi, được lắng nghe tiếng chim cười, đến bao giờ. Người bạn tù ơi, ta không quên đâu, nhớ hôm xưa nhìn đôi tay cùng xích, hàng sông thưa chia cách vạn tình ngâu, ai tra tấn nghe lòng ai kim chích, ai trở về xứ Việt cho ta cười về theo một ít tự do. Tự do và nhiều nhớ thương tha thiết, đến cửa ngục tù chia bớt chút buồn lo. Trở về xứ Việt thăm dùm ta,
người ấy ở trong tù. Ta sẽ về đón ở cửa ấm u, đời sẽ đẹp mùa xuân hồng biết mấy. Dẫu ngoài kia mây có chiều mùa thu. Kính thưa quý vị, sau năm 1975, cuộc sống ở Việt Nam đã được ví như một nhà tù. Những người làm việc cho chế độ cũ thì phải đi tù cải tạo. Người dân cũng kể như là ở trong một nhà tù lớn, bởi vì trong những tháng năm đầu thì bức màn sắt buông xuống, không hề có một cái liên hệ gì, một cái liên lạc gì với thế giới bên ngoài. Và suốt bao nhiêu chục năm như vậy, những người dân miền Bắc của chúng ta đã sống với một cái sự bị bịt mắt, bịt tai và chỉ biết những gì đảng cho biết mà thôi. Thưa quý vị, tuy nhiên vẫn có những người can đảm, dám nói lên sự thật, dám dùng những áng văn, vần thơ, lời nhạc để tố cáo chế độ, mặc dù họ bị tù đầy, mặc dù họ bị đàn áp. Một trong những nhân vật nổi tiếng mà chúng ta phải ngưỡng phục, ông đã được gọi là ngục sĩ bởi vì gần như cả cuộc đời của ông đã bị chôn ở trong nhà tù. Đó là ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện. Từ năm 20 mấy tuổi, ông đã bị đi tù chỉ vì nói lên sự thật. Và suốt 27 năm trời, từ những năm trước năm 1975 khi ở ngoài Bắc, cho tới sau năm 1975 khi cả nước bị lọt vào tay Cộng sản, ông cũng vẫn tiếp tục bị ở tù. Bởi vì cho dù ông có được thả ra, ông cũng vẫn tiếp tục làm những điều ông cần làm, có nghĩa là dùng ngòi bút của mình để tố cáo chế độ, dùng ngòi bút của mình để nói lên sự thật, dùng ngòi bút của mình để kêu gọi tình thương yêu đồng loại. Thưa quý vị, những người như ông trong tù ngục, ông khát, rất là khát, khát khao những ngọn nắng, những ngọn gió, những áng mây, nhưng thật sự là ông khát một ánh mắt thật thà, bởi vì ông bị sống chung với bọn cai ngục rất là dã man. Thưa quý vị, đó chỉ là một thí dụ nhỏ để chúng ta thấy người dân Việt Nam cũng sống trong một cuộc sống như vậy, trong một cái nhà tù lớn hơn. Một bài thơ nói lên tất cả những cái nỗi niềm đó của ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện là bài Khát. Xin mời quý vị nghe thật rõ từng lời. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phan Văn Hưng phổ nhạc. Và hôm nay anh chị em chúng tôi, Bảo Long, Mai Kha, Thiên Hương và Phạm Đình Ngà sẽ hát cho quý vị nghe. Hy vọng rằng chúng ta nghe, chúng ta sẽ thấm thía được cái nỗi niềm của ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện cũng như của bao nhiêu người dân Việt Nam dưới chế độ Cộng sản. Như ruột khô khan đang chờ mưa buồn.
những người hấp hối mong một thiên đường chờ cho giọt nắng rơi trong đêm trường. Ta tựa như cây trong vườn rêu hoan, như một em bé giữa ngọn soi rừng, như người trên núi mong chờ con thuyền mà vẫn du lầy trên tâm vương. Trên núi mong chờ con thuyền mà vẫn giữ.